Chào tất cả các bạn và các anh chị đến kênh Tiểu Phương Vlog. Xin chào mọi người. Hôm nay thì mình sẽ làm một video làm trò chơi bóp ít bằng giấy nha các bạn. Tại vì mình thấy trò chơi này nè đang rất là hot luôn. Em thấy trò này vừa sáng tạo mà còn vui nữa. Rồi, hai chị em mình làm đi phát. Dạ. Vô nè. Nguyên liệu để mình làm là bìa tập cứng, giấy, kéo, một cái khuôn để chút nữa mình vẽ hình tròn và bằng hộp màu. Ở đây thì mình sẽ có đĩa chì nè các bạn, cục gươm, viết mực đen để mà viền, một cây thước và băng keo không thể thiếu. Bây giờ hai chị em mình sẽ bắt đầu làm. Đầu tiên thì mình sẽ dùng bìa cứng trước. Rồi. Mình sẽ vẽ những hình mà mình yêu thích nha các bạn. Bây giờ thì mình sẽ vẽ trứng chiên nha các bạn cho nó đẹp. Nè Phát, bây giờ thì mình sẽ dùng kéo để mà cắt hình quả trứng này ra nha. Đây là cây kéo nè, cây kéo màu hồng dễ thương. Cắt ra xong rồi, kế tiếp thì mình sẽ tô màu. Bây giờ mình sẽ vẽ hình tròn trước, xong rồi mình sẽ vẽ một hình gì đó ở ngoài. Nếu như các bạn thắc mắc là mình sẽ vẽ hình gì thì hãy coi tới hết clip nha. Khi mình cắt cái trứng chiên xong rồi, bây giờ thì mình sẽ gấp lại để mà dễ cắt cái hình tròn bên trong nha. Ok rồi, bây giờ thì mình sẽ bắt đầu cắt. Các bạn nhìn khá là đẹp luôn. Nếu mà các bạn cho nó rực rỡ hơn thì mình sẽ tô màu. Đây là hộp màu của mình. Bây giờ thì mình sẽ lấy ra để mà tô thôi. Quả trứng thì thường có màu trắng với lại màu vàng. Bây giờ thì mình sẽ tô màu trắng nè các bạn. Tô để mà che lại mấy cái nét khuyết điểm thôi. Mình sẽ dùng gươm để mà bôi những cái nét chiếc chì này đi cho nó đẹp. Rồi đó. Bây giờ mình sẽ bắt đầu tô. Kế tiếp thì mình sẽ tô lòng đỏ của trứng. Khi mình đã tô màu xong rồi thì mình sẽ dùng băng keo dán lại cho nó bóng và đẹp hơn, giữ được độ bền nữa. Còn mình thì mình sẽ đục một lỗ ở đây xong để cái kéo qua rồi cắt. Làm như vậy thì sẽ có hình tròn chuẩn hơn. Xong. Tiếp theo thì mình sẽ cắt một đường ở chính giữa như thế này nè. Đó. Bây giờ thì mình sẽ dùng băng keo để mà cố định lại, làm hình nón lá như thế này nè. Đó, ok. Bây giờ thì mình sẽ bẻ mấy cái gành của nó cho nó dảnh lên các bạn. Ok. Bây giờ thì mình sẽ để vào đây, rồi lật ra đằng sau rồi dán lại thôi. Băng keo này thì mình sẽ cắt ra từng miếng nhỏ như thế này nè các bạn, rồi dán lại rất là mất thời gian luôn. Rồi bây giờ thì mình sẽ làm tương tự như thế này cho hết cái vòng tròn này luôn. Rồi làm xong miếng này rồi, bây giờ mình sẽ lấy màu xanh để mình tô cái lá của nó. Rồi, chút nữa mình sẽ lấy màu đỏ để mình tô phần thân nha. Rồi, tiếp theo tới cái lá bên đây. Mình đã tô xong hai cái lá rồi. Tiếp theo mình sẽ lấy màu đỏ để mình tô phần thân nha. Xong. Tiếp theo
mình sẽ lấy cây bút viền này để mình viền cái lá nó lên, viền phần này nè cho nó đậm. Tiếp theo mình sẽ lấy một tờ giấy, mình sẽ tìm một cái vòng tròn nó bự hơn cái vòng tròn này đó. Rồi tiếp theo mình sẽ vẽ. Thì mình sẽ lấy kéo cắt, cắt ra xong rồi dán băng keo. Mình sẽ cắt một miếng khác y chang miếng này nha các bạn, sau đó là mặt úp mặt như thế này nè. Rồi bây giờ thì mình sẽ dùng băng keo dán lại. Bây giờ mình sẽ tô màu nha. Trái táo màu đỏ cho nên mình sẽ lấy màu đỏ mình tô cái này. Mình tô xong hai mặt á, rồi mình dán băng keo lại. Mình làm xong rồi thì trời cũng mưa luôn. Trời mưa bông bông. Thật không? Ở đây trời mưa ồn quá các bạn ơi. Thôi bây giờ thì mình sẽ lên nhà dừng lại tác phẩm 2 gian mình làm nãy giờ cho các bạn xem nha. Đấy. Ok đây thôi. Trong thời gian nãy mình làm các bạn, trời mưa quá trời luôn. Mình vừa làm xong bông trời vừa tạnh luôn. Bây giờ thì mình sẽ khoe thành quả 2 gian mình làm nãy giờ nha. Đây. Thì mình làm một trứng chiên này các bạn. Đó. Cà rốt rất là xinh xắn luôn. Còn cái này là trái khóm nè. Rồi, còn trái này là trái bơ. Cái này là hình tròn. Bít, bóp ít 3 nút. Bóp ít 2 nút. Rồi đó. Còn mình á thì làm bóp ít 1 nút, bóp ít 2 nút. Quả cà chua. Đây. Trái tim. Quả táo. Bấm pizza. Bánh và pizza. Cuối cùng á là bánh kem. À, bánh pizza này các bạn rất là đẹp luôn nha. Cuối cùng là bánh kem. Rồi đó. Các bạn và các anh chị thích bóp ít của hai chị em mình nhớ bình luận phía dưới nha. Các bạn thấy bên của chị Phương hay là bên của mình đẹp hơn, các bạn hãy nhớ là ban giám khảo để chấm điểm cho hai chị em mình nha. Nếu các bạn thích video làm bóp ít bằng giấy này, nhớ cho một đăng ký, một like, bấm một cái chuông nhận được video sớm nhất từ Tiểu Phương Vlog. Còn bây giờ thì bye bye. Bye bye.